tội hư rồi bắt ảm đi. Thôi biết đâu, em biết đâu. Không biết đâu. Mấy trăm triệu của em á. Thôi không biết. Mỗi ngày cay nhiều. Trăm mấy á. Trăm mấy chục triệu á. Người ta bán quá trời luôn, mấy triệu. Ai? Người ta bán quá trời luôn á. Thì em mua đó, trăm mấy chục triệu cây đó. Mấy trăm ngàn à, trăm. Quá trời. Mấy trăm? Ở đâu mấy trăm? Ngoài đồ mà. Ủa có trăm, có mấy trăm ngàn à hả? Sao em mua tới trăm mấy chục triệu chứ vậy? Được. Chết rồi, em mua lầm rồi. Hả? Mua lầm rồi. Oh no, anh Giáng bích cái này rồi. Bích đâu? Cái chỗ này nó có cái khe hở ở đây nè. Đâu có. Anh được không được dán cái khe hở nó còn trồi lên nữa, anh hiểu không? Có dán đâu, kiểu nói vậy em mà. Em dính vô rồi. Cãi không? Rồi, giục cái cây chụp hình của em luôn. Đã đâu, ngại khó. Không, cái này anh đẩy lên đẩy xuống được mà nói. Lại đâu được? Nè, nó có cái khe đây nè. Có cái không? Cái đó nó chạy lên chạy xuống được. Không được. Cãi. Có ốc, ồ, có ốc, không được. Không, nó xài không có xài ốc. Nói là hữu biết rụng, bẻ ra rụng. Nó còn đẩy lên được. Không được. Bạn bè kéo ra rồi. Nó bị dính keo cho nó không kéo lên được. Cãi con trời. Thôi em không biết đâu, điện thoại em nhét vô đó, em chụp một cái năm nay nè. Năm, năm. Nè, kéo lên rồi. Rồi, xong phim luôn. Ôi. Ra mép qua tâm cho coi. Trời ơi. Sao? Hương ơi. Ủa đụng tới đâu không? Hả? Ủa đâu? Ủa làm gì mà rất là sai luôn rồi. Kéo thuốc lên mà. Nè, nè kéo thuốc nè. Kéo lên nè. Rồi rồi, còn cái chỗ kia nhét điện thoại vô được mới xài được. Không nhét điện thoại đâu có xài. Ghét bự quá. Không tin đâu. Không biết đâu, bây giờ anh làm sao nó làm đây bắt đầu nên đó mấy trăm triệu của em á. Đục quá đi. Làm sao mà lạc lì vậy luôn rồi. Ủa kiểu nó vậy mà. Ủa kiểu nó vậy hả? Ừ hả? À kiểu nó vậy nhưng mà bây giờ anh làm sao anh nhét cái điện thoại lên đi. Nhét lên. Nhét vô thử đi. Nhét con vượt nhét. Trời em thích cái cây này lắm. Mà em giờ sao? Đi mua. Không có chỗ nào bán á. Có. Bà chở làm nó chở đi mua đi. Em mua cái cây giống y như vậy. Ừ. Em tìm rồi không có, em mua tước của mà Vũng Tàu. Ồ, Vũng Tàu, yếu cây, cốt, mơ mặt quá. Cái cây giống y như vậy nè. Đưa tiền em mua đây. Thôi anh mua anh tặng em đi, chứ giờ mình làm rải của em nè, anh mua anh tặng em đi sao? Hả? Con gọi thuốc gì nữa. Ấu, nàng hư của con rồi chú. Chớ được rồi hả? Ơ, lên được rồi hả? Nó như vậy mới được hả? Bây giờ lấy keo dán sắt ra rồi nó mới lên được. Hồi nãy keo dán sắt nó dính cứng ngắc à. Phải không? Rồi cho luôn đi, khỏi luôn đi. Trong mấy chục triệu của người ta nó cho. Chưa ấm được tấm nào luôn. À, được rồi hả? Trời ơi, chờ chụp hình gì xấu ác vậy? Mày cười mới nói đẹp chứ không cười. Rồi. Cười đi. Đi qua anh chụp nhớ mày. Không, rồi, rồi, rồi. Thả bà rồi. Đi đâu đó? Vậy đó, vậy đó. Thấy không? Đâu, vậy đâu? Ủa, vậy đến hả? Ừ, vậy đó. Đâu, vậy trên điện thoại hả? Ừ. Bữa khe rồi. Hả? Bữa khe rồi. Ừ, nó mà. Có đời cưới không? Đời cưới. Ủa, thiệt luôn hả? Ừ. Ủa, vậy chú có tính cưới không? Mày nhỏ chịu đâu. giờ mình ký hợp đồng, mình hợp tác đi. YouTube trên mạng đi, anh nói với khán giả gì đi. Gì? Anh nói đi, anh kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là anh Hai Năm Bù Quang. Nó lớn lớn rồi khán giả đâu có nghe đâu. Anh Hai Năm, tôi là anh Hai Năm Bù Quang. Tôi là quản lý khu vực Bù Nhất. À, tôi muốn hợp tác với KT Lê Tiết để làm. Hả? Nói đi, không, mất cả không nói chạy trốn rồi.